Bệnh tim bẩm sinh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các loại bệnh bẩm sinh hiện nay. Ở tỉnh Quảng Trị, rất nhiều trẻ em bị tim bẩm sinh thuộc các hộ nghèo, trong khi đó chi phí cho mỗi ca phẫu thuật điều trị căn bệnh này có thể lên tới 100 triệu đồng. Đây là khoản kinh phí quá cao, vượt xa khả năng của gia đình các em, khiến cho không ít những giấc mơ, những cuộc sống đang trở nên dang dở và có thể vĩnh viễn, không bao giờ thực hiện được. Với mong muốn mang đến cho các em thật nhiều cơ hội được sống, chương trình Trái tim trẻ thơ năm 2015 do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp cùng Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị tổ chức là nhịp cầu để các tổ chức cá nhân có thể chia sẻ bớt phần nào nỗi đau, sự tuyệt vọng của các em và gia đình bằng chính tấm lòng hảo tâm của mình. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Đoàn nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Quảng Trị. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị, số 2 Đoàn Thị Điểm, thành phố Đông Hà, số điện thoại 0533 852 151, tài khoản 390 020 100 7893 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị hoặc tại các phòng lao động, thương binh và xã hội địa phương. Toàn bộ số tiền quyên góp được trong chương trình này sẽ dành để hỗ trợ cho các em bị tim bẩm sinh của tỉnh Quảng Trị cần chi phí phẫu thuật. Rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm.